Chào mừng các bạn đến với một tập mới của BattleBlock Theater. Và hôm nay mình chọn avatar làm con Oxen. Trông như con Oxen thật. Rồi, quẩy đây. Time to find some gems. Time to find some gems. We need three of them. Chụp hộ vật. Chụp ảnh. Damn it. Làm nào chụp ảnh lúc mình đang ngồi nhỉ? Làm nào đi. Lên. Oh, khoan. Cô cũng lên mình kia. Cho con người nó lên nhưng mà rồi à. Hồi rồi. I'm a snail. Rồi đi ơi. Có một con mèo bên kia này. Tấn công tập sạng. Ôi, no. Oh, mày. Nhơn. Ào. Nhơn. Nhơn. Mày thế được. Chưa trên này. Chuồn. Quăng nó. Còn một con nữa đâu rồi. Chắc nó tự tử luôn rồi. Please don't hurt me. I'm just a snail. Looks like lunch on you today. Vâng. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên con ốc sên này được cạnh tranh nhé. Con ốc sên nó vừa mới tỏa sáng rồi đã. Em ơi. Chúng mày nhanh lên. Lại bị lần nữa. Alright, yarn. Lựu đạn này. Khoáng. Không dính nhỉ. Khoáng. Có một con mèo nữa đâu rồi. Bay lần thứ hai của ông sên. Ông dẫn chuyện nó cười ghê vãi. Nhân. Bay. Sao mình lại bay cao thế? Yes. Anh ra cắt dự. Sao không chạy vào đây nhỉ? Yes! Ôi! Mấy cái này mình thay đổi liên tục rồi. Đáng là thủ mát mèo rồi nhỉ? Yes! Không được ăn đâu. Ui vãi. Con gì đấy?
chó lai tồn lai hiêu hả? Trông hào vãi. Đây là đường đi xuống này. Trông như con đốc kinh ấy. Đấy. Hay là con chó này không được tiêm vaccine dại? Chocolate milkshakes, and take me with you, and treat me too. First try. No. Là mình cứ nhảy xuống. Ôi, oh. Oh, chúng ta chọn, Mày nhưng mình có nhảy được cao thế này không nhỉ? Ờ mình nhảy được. Rồi. Ôi nó tỉnh, nó tỉnh. Liệu. Không phải giờ làm nào bây giờ? Ôi. À! Fuck you, bitch! You can't catch me! Ôi, mèo! Mấy con mèo ấy ghét mình ấy nhỉ? Phân con ốc sên đúng không? Phân biệt chúng tôi! Thả bừa chúng luôn! À. Ô thôi xong rồi. Mày thế. Ôi à. Be very careful. Làm nào bây giờ đấy? Thằng nào cũng áp tháo thành công luôn này. Hay trên này có gì không? Ờ, ok. Hai bạn nữa là đến bán bó rồi. Well, look at you go. Không được ác đâu. Oh, còn một bạn nữa. Cố lên, what the fuck. Hey, đây là bí mật hả? Vậy. Tiếng gì như kiểu nhà cái tử ấy nhỉ? Diamond bitch. Oh. Come on. Ah. Eat the boy. Why? Nó nằm ở đây. Chúng ta là bật từ cái khang này ra nhé.
24. Rồi. Giờ có khi phải chụp con kia. An toàn là trên. À, mình nhìn cái quả bóng ấy để ăn viên kim cương đằng kia. Ok ạ. À. Oh, you're so good! Give yourself a round of applause! You found a gem that was just sitting there! Oh! Well, yeah. Alright. It doesn't matter if you win or lose. Wait, yeah, it does. Don't lose! You'll be a loser! The fuck? Lấy xong máy bay đấy nổ à? Cố gắng thôi. No. Im. Không đi máy bay nữa. Máy bay. Vừa cảm tưởng mà chơi gần hết bàn này chơi lại chắc có được chết luôn. Bao lâu phần được rồi. Nhưng mà thế này không nhảy đôi được. Có gì đây? Nhạc đâu? Phải có cái ba lô phản lực kia mới ăn được cục len. Mới liều không nhỉ? Không liều. Không liều. Ai đó hô. Mèo hô. Nhờ mẹ tự mình không có kêu đâu mẹ nhờ mình ăn được mỗi 6 viên kim cương. Tập tự nhiên rồi. Good job, baby hearts. Why? Right. I'm out. Speed run. Rồi. Cho tất cả đạo cụ vào trong chuồng. Đấy. Ôi sao đông thế? Not escape, just act natural. Why? Just get the best time and shut up! What the fuck? Oh! Ah, bad. Yes, I'm a genius. Yeah.
Ôi mèo. Chị chị không? Like a fart in the wind. Oh. Ôi. Nguy hiểm vậy. Gì đây rồi? Oh. Cổng trên kia, cổng trên kia. Bây giờ phải bỏ cái này ra. Yeah! Get a load of Prince BattleBlock over here! Oh, I'm saying, yeah, yes, everyone. Ah, hold on, landing. Yeah, go ahead, hold on, landing. Alright. Tận hưởng đoạn cutscene! Chapter complete. Whew!
Way to bite the bullet so far. You don't even complain about the prison food, which is shocking because that stuff tastes like doo-doo casserole with a side of butt salad. But best of all, your riveting performances have the theater bursting at the seams with excited patrons. And with all this extra cash you're raking in, shut up and give me your money. Serious improvements and really start beefing up these horrifying shows of murdery death to appease the fickle crowd. So that's good. And what's the deal with Hattie? He just creepily looms around the theater all day. Look at him looming. It seems like he's been forcefully forced to manage this place. Well, it looks that way. He just sort of sits there, just as productive as one can be. Yep, living life to the fullest. Whoa, slow down, buddy. Yes, sir, full of salt and pep. Full of pee and vinegar. Overflowing with youthful energy. Say something, Hattie. Cat got your tongue? Shut up. No, people really seem to be a precious and rare commodity in this strange part of the world. Seems our little boat wreck was a delicious gift from the heaven. Gods, and these bizarre cats are taking full advantage of us. What cruel fate left them to roam the grounds of this scary old theater, desperately ruling these bleak premises with an iron paw? And just how long have they been orchestrating this sinister scheme? I mean, avert your eyes, children. Avert them. There's bony people skeletons everywhere. Scary, right? Now, I'm no genius, but I definitely know how long it takes for a body to decompose. So this must have been going on for at least... Oh, wait, scratch that thing I said. So do you possess the courage to soldier onward and uncover the mysterious mystery behind this grim world? Or will your hilarious death screams be drowned out by the sound of your own hilarious death screams? We shall see. We shall see. We shall see. You see? Alright, vậy là mình đã hoàn thành được cái chương 2. Mình hy vọng các bạn thích nó và nếu các bạn thích thì các bạn có thể like, comment và subscribe. Thì mình sẽ còn tiếp tục chơi trò này một thời gian khá dài nữa. Peace!